Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog sẽ chia sẻ cho các bạn biết về cách trồng và chăm sóc rau cải ngọt. Như các bạn biết, có thể trồng cải ngọt quanh năm, nhưng thời điểm thích hợp nhất là vụ xuân hè, từ tháng 1 cho đến tháng 5 dương. Cải ngọt là cây ưa lửa bóng, bạn nên để cây đón nắng từ 3 cho đến 5 giờ trên một ngày. Tuy nhiên, nếu trồng cây ở nơi có ánh sáng cả ngày thì cần lưu ý tưới nhiều nước hơn để cây phát triển nhanh và năng suất cao. Nếu trồng cải ngọt vào mùa mưa, cần có màng lưới hoặc che chắn tránh mưa, làm dập lá. Chuẩn bị đất để trồng rau cải ngọt. Cải ngọt có thể sinh trưởng và phát triển trên nhiều loại đất. Tuy nhiên, loại đất thích hợp nhất để trồng rau cải ngọt là đất thịt nhẹ, đất cát pha, có độ tơi xốp, thoáng khí, nhiều dinh dưỡng và thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng nhất để cải ngọt phát triển là từ 6,5 cho đến 7. Để cải ngọt phát triển tốt, bạn cần loại bỏ hết cỏ dại và tàn dư của cây trồng trước đó. Làm đất thật kỹ cho đất tơi nhỏ, thoáng khí. Nếu trồng trực tiếp ở đất, cần bón vôi, phơi ải từ 7 cho đến 10 ngày để diệt trừ sâu bệnh trong đất. Nếu trồng rau cải ngọt trong chậu, bạn có thể mua các loại đất dinh dưỡng đã bán sẵn. Rau cải ngọt là cây thân thảo ngắn ngày, rất háo nước. Bởi vậy, để trồng cây cải ngọt đúng kỹ thuật, bạn nên giữ ẩm thường xuyên, tiến hành tưới nước hàng ngày 1 cho đến 2 lần cho rau. Tỉa mỏng cho rau cải ngọt của bạn phát triển tốt nhất. Lần đầu khi cây ra 2 đến 3 lá thật, lần thứ 2 khi cây đạt 4 đến 5 lá. Khoảng cách thích hợp giữa các cây là từ 5 cho đến 7 cm. Bạn cũng nên làm cỏ và loại bỏ những cây bệnh, còi cọc để tạo sự thông thoáng, hạn chế sâu bệnh lây lan. Nếu bạn trồng cải ngọt ở nhà hoặc đất sử dụng ban đầu có nhiều chất dinh dưỡng thì bạn không cần lo lắng. Cải ngọt sẽ phát triển rất nhanh mà không cần bón phân. Tuy nhiên, nếu bạn trồng rau trên diện tích lớn, chúng tôi khuyến khích bạn tiến hành bón phân cho rau cải ngọt. Bạn có thể sử dụng các loại phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ, đạm ure, supellen, kali. Lưu ý tuyệt đối đảm bảo thời gian cách ly thời điểm sử dụng đạm ure và thời gian thu hoạch ít nhất là 10 ngày. Rau cải ngọt là cây ngắn ngày, chỉ mất khoảng tầm 20 cho đến 25 ngày. Kể từ khi trồng là các bạn có thể thu hoạch những lá cải ngọt non, xanh tươi. Nếu để đạt đến độ trưởng thành và tiêu chuẩn thì cây sẽ mất khoảng tầm 40 cho đến 50 ngày. Trên đây Ươm Mầm Vlog vừa chia sẻ cho các bạn biết về cách trồng và chăm sóc rau cải ngọt. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.